Chiều ngày 30 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ một người nước ngoài tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 30 tháng 7, tại khu vực một siêu thị trên đường Hà Huy Tập, địa bàn thành phố Hà Tĩnh, xảy ra vụ gây thương tích bằng dao khiến một người đàn ông 52 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tử vong. Ngay sau vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm là Trần Văn Sơn, 24 tuổi, trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thi thể nạn nhân hiện đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Ngày 30 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Ung, sinh năm 1969, ngụ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, nghe tiếng chị X, sinh năm 1971, vợ Ung la lớn, kêu cứu từ trong nhà. Người dân địa phương đã trình báo cơ quan công an địa phương. Cán bộ công an xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò đến nhà thì thấy Ung khóa cửa trong. Trong nhà, Ung cầm thanh gỗ đứng cạnh chị X, đang nằm bất động, máu chảy nhiều ở vùng đầu và mặt. Lực lượng công an xã Long Hưng A đã phá cửa nhà, khống chế Trần Văn Ung. Cùng người nhà đưa chị X đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Trần Văn Ung khai do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã đánh vợ. Ung có tiền sử bệnh tâm thần, được điều trị trong thời gian dài và ra viện năm 2020. Chiều ngày 30 tháng 7, các lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân nghi bị vùi lấp tại trạm cảnh sát giao thông Madagui, Công an tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, hàng trăm mét khối đất đá từ sườn đồi đã sạt trượt vùi lấp một phần của trạm cảnh sát giao thông Madagui, khiến vùi lấp một số người. Sau đó, lượng đất lớn tràn xuống đường hất ngang xe ô tô loại 51 chỗ ngồi, chắn ngang đèo Bảo Lộc, vùi lấp một ô tô khác. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, phương tiện của công an các địa phương, đơn vị liên quan, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc, có hiện tượng sạt lở nên số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về chốt đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện trang thiết bị thì bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ chiến sĩ công an. Theo thông tin ban đầu, những người bị vùi lấp gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, thượng úy Lê Quang Thành, thượng úy Lê Ánh Sáng và một người dân tên Ngọc Anh đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, phương tiện. Đến 17 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành, tuy nhiên vẫn chưa tiếp cận được vị trí của 4 người đang bị mất tích. Chiều ngày 30 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Đồng, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Võ Văn Lễ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, rất may không có thương vong về người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, xe tải mang biển kiểm soát 38C04142 chở gỗ keo đang di chuyển băng qua đường sắt Bắc Nam, đoạn thuộc địa phận thôn 1, xã Phúc Đồng thì bất ngờ bị chết máy nằm trên đường ray. Tài xế sau đó đã rời khỏi hiện trường. Sau đó, tàu hỏa mang số hiệu SE7 di chuyển theo hướng Bắc Nam đi đến đã xảy ra va chạm với xe tải. Hậu quả vụ va chạm khiến xe tải bị gãy đôi. Phần đuôi xe tải bị vướng chặt vào đầu mái tàu hỏa gây ách tắc giao thông đường sắt. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và nhiều người dân đã nhanh chóng đến hiện trường, dùng các vật dụng dây thừng tổ chức kéo phần đuôi xe tải tách rời khỏi đầu mái tàu hỏa. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường đã được thông suốt, tàu hỏa tiếp tục hành trình trở lại bình thường. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, đơn vị nhận được tin xảy ra cháy rừng thông ở xã Thủy Bằng, thành phố Huế, nên huy động lực lượng phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Tại hiện trường, lửa cháy lan rộng trải dài dưới đường dây điện 500 kV Bắc Nam, đe dọa an toàn lưới điện, các lực lượng đang nỗ lực ngăn lửa cháy lan. Đến 17 giờ cùng ngày, rất đông cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, điện lực cùng lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng thông. Trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây tại vị trí km 25, nơi xảy ra ngập cục bộ vào rạng sáng ngày 29 tháng 7,
lực lượng thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với VECE, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam túc trực cả hai chiều, sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố ngập lụt xảy ra. Theo ghi nhận, hiện lượng nước từ đầu nguồn sông Phan đang đổ về rất mạnh. Nước từ sông Phan dâng cao tràn lên con suối ngược hướng hạ lưu. Ngoài dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đổ về khu vực miệng cống ngang tại khu vực km 25 cao tốc, nơi xảy ra ngập cục bộ vào hôm ngày 29 tháng 7. Đến trưa ngày 30 tháng 7, lượng nước đổ về đã dâng qua miệng cống ngang của cao tốc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Một số cán bộ cảnh sát giao thông có mặt túc trực tại hiện trường cho biết, cứ khoảng sau 30 phút, nước tại miệng cống lại dâng lên khoảng một gang tay. Nếu tình hình này còn tiếp tục thì lại xảy ra ngập tại vị trí này.